như mà thời nay vẫn còn các vị thánh thì các vị sẽ ẩn cư, mà dù các vị ẩn cư ở đâu, dù đó là ở rừng núi thì các ngài cũng sẽ hướng tâm về nơi đây. Các vị trời có nhiều uy lực, các vị cũng sẽ tập trung về nơi đây. Những người cầu phước, dù là ở là loài dạ xoa hay là các loài long vương cũng hướng về nơi đây. Nơi đây được xem như là trung tâm của vũ trụ, tâm công đức của vũ trụ. Cho nên nếu như mà chúng ta có cái lời nguyện nào thì đây là nơi để chúng ta có thể phát nguyện. Và chúng ta cũng không có đừng có uổng cái cơ hội này để mà chúng ta phát nguyện những cái nó vụn vặt nhỏ nhặt, và cũng hãy cẩn trọng với cái lời nguyện của mình. Đôi khi chúng ta là phàm phu, cho nên chúng ta không có lường hết được cái thứ mà chúng ta có mặt ở đây. Cái việc quý vị đến được đây không phải là chuyện dễ dàng, mà cái việc quý vị cúng dường phước nó lớn. Thấy các cô có cúng dường tinh dầu hương hoa đến Bồ Đề, đến Đức Phật. Quý vị biết là ở quá khứ có một cô, cổ cũng cúng hoa đến với ngôi bảo tháp, và cổ nguyện là mong cho con đời đời xinh đẹp. Và quý vị biết là do lời nguyện đó, kiếp nào cổ sanh ra làm người, cổ đẹp kinh khủng, đẹp phải nói là không có ai có thể so. Nhưng mà nó kẹt cái là cổ làm phàm, cho nên là trai nó ghẹo nhiều quá thì nào ghẹo mà thấy đường thì cổ cũng từ, thì cho nên là cổ phạm giới, mà cổ phạm giới thì cổ đi xuống, mà nó kẹt cái là do cái lời nguyện của cổ. Cho nên cứ thể cổ lên làm người là cổ lại đẹp, mà đẹp thì trai nó ghẹo, mà nó ghẹo thì cổ thì đi xuống, xuống mà đi lên, lên lại đẹp, đẹp lại bị ghẹo, ghẹo lại thì đi xuống. Và cũng có một anh vào thời quá khứ thì khi mà anh cúng dường cái lọng tre đến ngôi bảo tháp thì anh nguyện là đời đời trừ quyến thuộc của con và phụ nữ ai cũng thương con hết. Thì cho nên là khi mà anh sanh ra đó là coi như là phụ nữ ai cũng mê anh, ngay cả vợ vua cũng không chịu. Cho nên là tuy nhiên cũng phạm giới, phạm giới cũng đi xuống. Và sở dĩ sư nhắc như thế để quý vị hiểu là cái phước báo chúng ta cúng dường đến với nơi đây, nơi Đức Phật thành đạo, phước rất là lớn. Và hãy trân trọng phần phước này, phát nguyện những điều lớn lao. Mình không cần phát nguyện những thứ nhỏ nhặt đâu. Đặc biệt á, là hãy nguyện đi đến sự giải thoát, chấm dứt sinh tử luân hồi. Và xin thưa, có những đối tượng mà lời nguyện của chúng ta rất là mau chóng thành hiện thực, tức là khi chúng ta cúng dường đến Đức Thế Tôn, cúng dường đến một vị thánh vừa ra khỏi thiện diệt, và Đức Thế Tôn nay ngài không còn nữa, nhưng mà ngài đã dạy đời sau, về sau khi mà chúng sanh
muốn đảnh lễ Ngài thì hãy đảnh lễ cội Bồ Đề và hướng cái lòng nghĩ đến Đức Thế Tôn, thì cũng như là chúng ta đang đảnh lễ thiên hạ cứ thích thờ cái Xá Lợi, mà chính vì như vậy nó dẫn đến cái chuyện là ba cái hàng dởm hàng giả nó tràn lan, người ta cũng thờ. Rồi thiên hạ thì người ta ưa thích thờ tượng, mà quý vị biết là tượng thì mỗi nơi mỗi khác, trong khi đó cội Bồ Đề là nơi mà Đức Thế Tôn Ngài, chính Ngài đã nói đảnh lễ như là đảnh lễ, chúng ta quên mất điều đó. Và khi mà chúng ta có mặt ở nơi đây để chúng ta nhớ, chúng ta biết, chúng ta thương tưởng nghĩ đến Đức Thế Tôn, chỉ một niệm lòng nghĩ về Ngài, nếu mà nói về phước báo quả thật là không biết chạy đâu. Và những cái quả báo của người của trời, nếu cần thiết thì chúng ta hoàn toàn có thể từ giờ cho đến thời vị Phật kế tiếp, chúng ta luân hồi giữa cõi người cõi trời và chờ đến thời vị Phật kế tiếp phải giác ngộ giải thoát. Tuy nhiên Đức Thế Tôn ngày nào một chút xíu phân cũng đáng để nhờ lớn, cũng vậy một chút xíu luân hồi cũng đáng để bỏ. Hãy nhân cơ hội này để phát nguyện giải thoát càng sớm càng tốt. Nơi đây là nơi mà khởi nguồn đạo Phật, là nơi khởi nguồn của ánh sáng cho tất cả. Và mong mỏi là cái cơ hội khó được này nó sẽ là nhân duyên để sau này chúng ta cùng nhau chấm dứt sanh tử. Quý vị có cái thắc mắc thưa sư ạ? Vâng, hai ngày qua thì con cũng thấy là có một số vị đang bà lều cả trại lên đây để mà kiểu như ở lại đây rồi còn tu tập ở đây, thì phải chăng là làm những cái công việc như quý vị ấy thì cái tạo được công đức lớn nhất không ạ? Khi chúng ta ở nơi đây giống như là đất lành, thì nếu như chúng ta có cơ hội thường xuyên ở nơi đây thì cái tâm của chúng ta nó sẽ lành. Nó là điều kiện rất là thuận lợi để chúng ta có thể hành thiện, có thể tôn tạo các công đức. Cho nên là đây là điều kiện thuận lợi, nhưng mà nhớ đây chỉ là điều kiện thuận lợi, còn sử dụng được hay không là do mỗi người. Giống như một cái con dao tốt thì có thể cắt thịt làm đồ ăn được dễ dàng, nhưng mà cái con dao tốt nó phải vào tay một cái người đầu bếp tốt thì nó mới ra được một món ăn ngon. Chứ con dao tốt đó mà vào tay sư thì chết quá. Cho nên nơi đây là nơi lành, nhưng mà quan trọng ai là người sẽ tận dụng cái nơi này. Và ở đây á, thì thấy dựng lên vậy chứ
cũng từ 5 giờ tới 9 giờ là hết rồi. Sau đó mọi người đi về. Cho nên là nó cũng không phải là lâu dài. Ở xung quanh nơi đây. Bây giờ là 5 giờ 30 ạ. 5 rưỡi.